Em Đức Hải Dương xin chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô của Em Đức Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay thì Em Đức Hải Dương lại về thêm một mẫu xe. Chiếc này thì của hãng Toyota Vios, sản xuất năm 2012 với phiên bản E, máy xăng 1.5, động cơ 1.5 anh em nhé, với phiên bản số sàn. Và chiếc xe này thì em Đức sẽ cam kết và bảo hành cho tất cả quý anh chị và các bạn là xe không đâm đụng, không tê lạn, không tỉ kích, máy êm, gầm chắc anh em nhé. Và chiếc xe này thì đã được nhà sản xuất trang bị từ đầu là 4 răng đúc nguyên bản đầu xe, phanh đĩa 4 bánh ABS rồi. Và gương tích hợp xi nhan, cụp xòe anh em nhé. Và hiện tại chiếc xe này thì đã được bác chủ nhân lắp camera hành trình và màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Anh em chị em chúng ta mua cái mẫu xe Vios bản E này thì về chúng ta chỉ việc đổ xăng thôi, không phải làm gì. Và giá thì hiện tại bên Em Đức chào bán khá hợp lý, 258 triệu anh em nhé. 258 triệu là chúng ta đã sở hữu được một cái mẫu xe Vios bản E, số sàn, máy xăng 1.5. Xăng thì dòng này thì các bác biết rồi, lanh quanh tầm 6 lít trên đến 7 lít xăng thôi. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng Vios này thì thường em Đức đi một mình, một xe là nó rơi có khoảng tầm 5,5 lít đến 6,5 lít trên 100 km các bác nhé. Đấy, máy ngon, điều hòa mát, gầm chắc. Đấy, côn số rất là mượt. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương các bác nhé. Thì em Đức lại nhắc lại về vấn đề là xe của bên em Đức bán thì tất cả những mẫu xe mà em Đức đã review lên, đăng trên YouTube ấy, là tất cả những mẫu xe này em Đức bán công khai giá và quay đúng biển số, đúng màu xe. Đấy, chứ không phải là em Đức quay lên review lên rồi để cho các bác gọi điện rồi mất việc cả hai bên. Và em Đức không có thời gian đâu mà nghe những cái cuộc điện thoại mà mình không có xe mà đăng lên để cho các bác gọi cho mất thời gian đấy các bác nhé. Đấy, anh em ở xa không mua được xe, thật sự thông cảm. Vì bên em Đức là vừa bán ở cửa hàng, vừa bán ở trên các nhiều, rất là nhiều kênh. Đấy, rất là nhiều khách. Đấy, có những khách thì người ta có tầm tiền trên 200, hơn 100, đấy, hơn 300, hơn 400. Thậm chí những chiếc xe em Đức bán tầm 6-700 triệu là vẫn có bán bình thường anh em nhé. Đấy, nhưng mà thật sự ra là những cái chiếc xe giá nó nhiều tiền thì thật sự ra là anh em chúng ta ở xa rất là khó chốt. Và chiếc xe Vios sản xuất năm 2012 này với phiên bản E này thì em Đức bán chỉ có 258 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ, bao công chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Đấy, một mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Xe thì cũng được qua 8 năm sử dụng rồi, nhưng mà xe thì rất là đều xe anh em nhé. Khá là đều xe. Đấy, máy ngon, điều hòa mát. Đấy, la răng đúc nguyên bản theo xe. Và cái mặt cản ga lăng này của trượng của nó đằng trước anh em này, nó bị cũng bị dập rồi anh em nhé. Nó dập theo thời gian rồi, nó bạc theo thời gian rồi. Đấy, nếu mà các bác mua thì khả năng em Đức cũng cũng phải làm lại cái vấn đề này. Thay cái vấn đề này đi, thay cái mặt cản ga lăng của đi, để nhìn này trông đâm ra nó cũng hơi xấu. Hơn 200 triệu đồng thôi. Gương tích hợp xi nhan, cụp xòe anh em nhé. Đấy, giá thì hợp lý thôi. Nhiều anh em thì điện thoại đến là những cái mẫu xe giá rẻ các bác không thể chốt nhanh được. Vì anh em người ta ở đây người ta mua quen rồi, người ta mua trong rất là nhanh luôn. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2021 rất là dài. Gương tích hợp xi nhan,
cái tai gương này anh em này, tai gương này là đã bị vỡ rồi anh em này. Đây anh em nhá. Đấy. Vì xe này em Đức vừa mua về xong, nó còn khá là mộc mạc. Chưa làm gì cả các bác nhé. Bốn tay nắm cửa được ốp mạ chrome. Đấy. La răng đúc. La răng đúc này anh em à. Đấy, theo xe. Đấy, phanh đĩa bên trong, ABS full bánh đầy đủ nhá anh em nhá. Đây. Phanh đĩa bốn bánh. Đây, lốp lắp đây. Và đây là chỉ sơ cua của nó đây anh em ạ. Đấy. Em Đức quay cũng rất là chậm và quay rất là chi tiết để cho anh chị và các bạn xem được và cảm nhận được các bác nhá. Đây là phần gầm bệ sắt xi của chiếc Vios 2012 anh em ạ. Đấy, gầm sàn còn rất đẹp luôn. Không có bị mục mọt gì anh em nhá. Đấy. Còn khá là ok. Các bác mua về cũng sẵn đi thôi. Đây là cái bộ đèn hậu đằng sau. Đấy, xe thì còn rất là liền nạc anh em nhé. Rất là liền nạc luôn, rất là vuông vắn luôn. Và giá thì hợp lý thôi. Cam lùi anh em à. Cái cam lùi này xoay đi đâu này. Đấy. Gắn cái keo cái định vị giữa xe luôn. Đây, phà ở đây anh em à. Đấy. Tầm tiền hơn 200. Đó. Phần gầm bệ sắt xì luôn đây anh em ạ. Đấy. Bô đây. Đấy. Quay. Em quay tỉ mỉ và chi tiết để cho chị và các bạn chúng ta cảm nhận được anh em nhé. Và đây. Chỉ sơ cua đây anh em ạ. Đấy. Lúc đằng sau, la răng sau đây anh em. La răng đúc đằng sau. Phanh đĩa bên trong anh em nhé. Xe thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Không có gì cả cầu kỳ cả anh em ạ. Bộ vè chắn mưa này còn khá là dùng còn khá tốt anh em nhé. Và đây cái tai đèn bên này anh em ạ. Tai đèn bên này thì không bị vỡ vết cái gì cả. La răng đúc phanh đĩa bên trong anh em nhé. Đây em Đức xoay luôn cái phần gầm bệ sắt xi cho anh em xem luôn này. Đấy, 2012 giá 258 triệu. Đấy, màn hình cam đôi hạ cam hành trình đầy đủ anh em nhé. Giá hợp lý thôi. Nội thất thì cũng khá là ok. Đó. Anh em, các bác nào gọi thông cảm nhá. Đây cái phần tappi của nó đây anh em à. Đấy. Tappi của nó đây. Gương kính chỉnh điện anh em nhé. Gương kính chỉnh điện. Cụp xòe chốt khóa an toàn đầy đủ luôn anh em ạ. Đấy. Ghế thì được bọc hai màu, đen đỏ. Vô lăng mới rồi anh em nhé. Form mới rồi, vô lăng mới rồi. Xem mà gương cụp xòe không. Đây. Hệ thống chỉnh gương anh em nhé. Gương đây. Đấy. Đây, cam hành trình anh em ạ. Cam hành trình anh em ạ. Đấy. Màn hình cam đùi đầy đủ hết anh em nhé. Xe này thì được trang bị hai túi khí an toàn. Đây một cái anh em ạ. Đây một cái này. Vô lăng chiếc này cũng khá ok. Đây. Hai túi khí anh em nhé. Thì hệ thống điều hòa. Phanh tay. Đây anh em ạ. Mã nhận dạng anh em ạ. Đấy. Sản xuất năm 2012. Xe thì còn khá ok. Đấy. Mua về sẵn đi thôi. Đổ xăng. Đấy. Tất cả những mẫu xe em Đức đã review lên, làm trên kênh YouTube là để bán xe nha các bác nhé, chứ không phải là để đăng lên để cho các bác gọi chơi đâu các bác nhé. Đấy, anh em nào gọi trước, cọc tiền trước thì là được lấy xe trước. Anh em nào gọi sau thì là chỉ đợi con khác thôi các bác nhé. Đây, trần 3D. Đấy. Ghế da trần 3D anh em nhé. Anh em ạ. À, đây là cốp của nó này anh em ạ. À. Đây, phần đuôi của nó đây. Đấy, đuôi đây của nó này. Không bị đâm đụng gì anh em nhé. Đấy, đây.
chui của ra. Đấy, đít của nó đấy các bạn nhá. Đít em này là chưa ai đá. Một quả la răng dự phòng bằng la răng đúc theo xe anh em nhá. Đấy. Đấy, đóng rất là nhẹ nhàng thôi. Cửa giá các bạn này, đóng này. Khá là hít luôn. Đấy. 2012. Số sàn máy xăng. Biển Hải Dương anh em nhá. Thật thì được bọc đen đỏ anh em nhé. Đây. Đây các bạn này. 258 triệu. Giá bình dân phù hợp. Tầm tiền nội là đây phần cao chỉ rồi anh em này. Em cứ xoay qua luôn cho các bạn xem này. Đấy. Cửa giá đóng khá hít. Đây cái phần tắp bi nhựa rồi anh em. Quần rất ok. Đấy. Xe cũng về sẵn đổ xăng thôi. Máy ngon điều hòa mát. Đấy. Tắp lô đây của nó đây. Anh em à. Đây. Bé cầu phá đây. Giá cũng khá là im. Cầm chỉ đi anh em nhé. Cầm chỉ đây. Các bạn. Máy ngon. Và đây là khoang động cơ của nó anh em à. Khoang động cơ của Vios này anh em à. Đấy. Đây. Quay thì quay xin. Đây phần đầu đây anh em à. Phần đầu đây. Không bị đâm đổ gì anh em nhé. Không bị đâm đổ gì anh em. Đây, hai đèn đây. Ốc đây. Cái này là ốc cái đinh của cái khu chăm sóc anh em nhé. Đây anh em à. Còn nguyên bản luôn. Đây, chỉ đây các bạn ạ. Máy ngon, điều hòa mát, đăng kiểm dài, tầm bệ sắt xi không bùng ngọt, không đấm đụng, không tan làm nạn, không thử kích anh em nhé. Đây em bước xoay luôn cái phần cao chỉ bên này cho các bạn xem luôn này. Đó, nhìn chưa? Xe khá là mượt mà luôn. Xe mộc mới về anh em nhé. Đây cao chỉ rồi đây các bạn. Và em Đức sẽ lổ máy lên để cho chị và các bạn nghe tiếng động cơ. Máy quá ngon luôn. Đây. Cam hành trình đây anh em à. Cam hành trình hoạt động bình thường. Cam lùi đây anh em nhá. Hoạt động khá là trơn tru luôn. Máy này. Máy khá là ngọt luôn. Mức giá thì bình dân. Hợp với tiền. Hơn 200 triệu. Đây. Máy con này thì lỗ êm du dù luôn các bác nhé. Lỗ êm du dù luôn các bác này. Êm du luôn. Đấy. Êm. Và một lần nữa em Đức Hải Dương chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đến xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm những cái mẫu xe mà hiện tại bên cửa hàng bên em Đức các bác nhá. Và cũng cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã mua xe bên Đức. Và những anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô của em Đức suốt thời gian vừa qua. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Các bác nhớ liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 để được kết nối Zalo trực tiếp các bác nhé. Để em Đức sẽ gửi hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe Vios sản xuất năm 2012 này. Vâng, em Đức chào các bác nhá.